Chợ hoa Hồ Thị Kỷ, thành phố Hồ Chí Minh, đào Nhật Tân có giá từ 150.000 đồng một cành, cành nhiều nụ. Cành nhiều nụ, nở đúng dịp Tết âm lịch. Muốn hoa nở nhanh thì phải phụt nước, phun sương lên cành. Đào Nhật Tân được yêu thích, đất hàng thì giá cả phải chăng, trồng lâu. Đào luôn trái hàng, người bán nhập liên tục, chủ yếu là cành nhỏ, hiếm có cành lớn. Cành lớn đào có giá từ 1,3 triệu đến hơn 2 triệu đồng một cành. Buổi tối, chợ Hồ Thị Kỷ đông nghịt, tuyết mài cũng được ưa chuộng với giá khoảng 200.000 đồng một bó. Lọ cắm tuyết mai, đào bán đầy đường giá từ 200.000 đến gần 1 triệu đồng. Quầy nụ tầm xuân rực rỡ, hoa lá giả trang trí, tất cả tạo nên một khung cảnh chợ Tết nhộn nhịp và đầy màu sắc.